Giới thiệu cho các bác là con súng bắn đinh bê tông của bên em. Đây, súng này được phụ kiện luôn. Đây là găng tay này. Đây là một hộp phụ kiện thay thế kim hỏa. Đây, nó kèm có đạn nhé. Đây là súng bắn đinh bê tông, bắn bằng đạn nổ nhé. Đây này, nó sắt rồi. Đây này, các bác này, nếu mà sử dụng thì các bác này cho đinh vào trong đây. Đấy, hướng dẫn các bác, các bác dí sát vào, dí vào tường. Đây, các bác dặn một phát dứt khoát luôn. Thế thử đi con nữa đi các bác xem. Này sẽ bắn vào. Sẽ bắn vào có không? Dính với nhau luôn. Rất là chắc chắn luôn.